Ngày 16 tháng 1 năm 2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Đại học Inha Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế giao lưu văn hóa Hàn Quốc Đông Á. Hội thảo diễn ra cả ngày, chia làm hai tiểu ban với các nội dung chính sau. Tiểu ban 1: Các vấn đề xã hội, bao gồm các tham luận như những lợi ích chiến lược của Nhật Bản tại bán đảo Triều Tiên và trong hòa giải mâu thuẫn lịch sử, Trung Quốc trỗi dậy và Đông Á những vấn đề và triển vọng, tác động của những hoạt động tài chính ngoài ngân sách với quy mô nợ của chính quyền địa phương ở Hàn Quốc, tính bền vững môi trường và tính cạnh tranh kinh tế. Tiểu ban 2: Các vấn đề nhân văn, bao gồm các tham luận như chiến dịch sử dụng chuyên biệt bảng chữ cái Hangul của Hàn Quốc, khởi đầu và hiện tại, nghiên cứu so sánh về hiện tượng tái hiện cấp cao ở tiếng Anh và tiếng Hàn, vạch trần những huyền thoại về việc uống rượu bia ở phương Đông và phương Tây trên truyền thông, ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc ở Đông Nam Á.